đi đuổi em ơi. Ui 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 em ơi. Ui ui hàng hàng các bạn ơi. Wow 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 wow. Đi đuổi em ơi. Ui ui quay quay to anh em ơi. Wow 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 wow. Vâng, hello và xin chào 500 anh em đã quay trở lại Phương Thảo Fishing nhá. Thì hôm nay đi rất là sớm các bạn. Mấy con này, em đi tới nơi nó là 4:30. Ở nhà em đi thì nó từ 3:30 cơ. Các bạn nhìn to không? Quay anh em xem. Đấy các bạn nhìn này, 4:30 sáng đã mỏ đây rồi. Đi từ 3:30 các bạn ạ. Đó, em đi rất là sớm anh em ạ. Nói chung là đêm qua cũng là chằn chọc không thể ngủ được. Đấy, chính thức là đêm qua em không ngủ được anh em ạ. Thế là sáng nay là quyết định là đi sớm luôn. Hôm nay thì vị trí em đánh nó là ở sông Ha, Dương Kinh. Mưa anh em ạ. Bác nhìn hạt mưa. Giờ em ra đồ căn chỉnh phao nó sớm là đánh luôn. Này đánh cây săn hàng các bạn. 20H. 63 quá nhé. Hôm nay em đánh tương đối xa đấy. Không những xa mà còn là đánh với nữa cơ. Em pha đâu rồi? Thời tiết cái mùa lồm này đánh nó khó lắm các bạn ạ. Tầm này cá nó chỉ đi đả chính. Rồi ok đây các bác, em vừa lấy được vị trí của phao rồi. Bây giờ sẩu đánh nha. Lấy này mực nước dưới này nó khó khăn lắm anh em ạ. Nó kiểu nước nó đang chảy để trôi đáy. Cực kỳ khó khăn luôn. Sẩu đã. Đây các bác ơi. Cái này em ạ. Nó phải đến 7-8 cân cám các bạn. 7-8 cân cám em xả hết xuống đây đánh luôn các bác nhé. Này đánh ổ thôi. Toàn đánh ổ.
Ok. Đó, các bác vừa như thế em ném có chuẩn không? Ồ, nó xuống nét rồi. Đấy, các bác nhìn vừa em ném chuẩn, ném đúng chỗ phao luôn đấy. Đó, vừa ném nói chung là nó phải 7-8 cân mồi vào chỗ đấy, đánh mũi ổ không quá nhá. Trời vẫn đang có hạt mưa tí tách các bác ạ. Này đang mưa phùn. Em phải đang soi đèn xe xuống đây. Điểm này đẹp lắm các bác nhé. Thôi chờ cá nó vào, đợi tí cho nào nó phải sáng sáng thì mới quay cho anh em xem mới đẹp. Tầm này tối om mà. Cá nhìn cái gì cả. Đấy, mặc dù quay là máy cơ nhưng mà nó vẫn rất là tối các bác ạ. Mà này lên cá giờ thì vẫn nhìn thấy. Cuối cùng thì trời nó cũng đã sáng này các bác ạ, đói quá. Sáng nay em đi sớm thành ra là không mua được đồ ăn. Vợ nó có chuẩn bị được 4 quả trứng các bác ạ. Giờ cho em luộc ăn sáng quá nhá. Hôm nay em đi cầm cả mì tôm để ăn trưa. Giờ luộc trứng ăn ạ. Đói ơi đói. Hơi tạp nữa. Đây, mải hoa có cái lá mọc cọc ạ. Chè vào đỡ tạp nữa. Ok. Ăn sáng đã các bác ơi. Đói quá các bác ạ. Súp hảo hảo chấm. Đây rồi em ơi. Ôi ôi. Ôi ôi em ơi. Đây rồi em ơi. Ôi ôi. Ôi ôi em ơi. Ôi ôi hàng các bác ơi. Wow wow. Wow wow wow. Ôi ôi. Phê phê anh em ơi. Ôi ôi. Chấm mẹ anh em ơi. Bố bố. Ôi bố bố căng anh em ơi. Yêu hoa. Bố rồi. Không để giúp. Để giúp ở mức các bác ạ. Ui. Phê phê anh em ơi. Chấm mẹ. Mày. Ui chấm mẹ quá ơi. 2 mét. Căng quá. Wow. Chưa? Về phê anh em ơi. Ôi. Phật anh em. Phật. Về quá rồi. Ui, đau khá mất các bạn. Đấy rồi, lượng mưa ngon luôn. Đầy đủ quá các bác ạ. Phê quá. Ui, phê quá anh em này. Đẹp luôn. Ui phê phê. Tổ thế. Ok anh em ơi. Phê như con tê tê các bác ơi. À,
Để một cân các bác xem mấy cân nhé. Trời ạ. Cái gần chết tiệt. Năm cân tám các bác ạ, 5 cân 8 mà luôn. Wow, về quá các bạn, 5 cân 8 nhá, cho túi ạ. Phải nói là cái cây 20H nó khỏe dã man anh em ạ. Bỏ phê thật. Lưỡi coi nhìn không hề hấn gì luôn, sợ thật đấy. Nước sâu. Ui giời. Xuống cần, xuống cần. Ok. Em vừa em đang định bốc quả trứng ra ăn thì bắt đầu em thấy phao nó đã mất hình rồi. Thế bắt đầu là mới ra quay quá ạ. Ôi giời ơi, về. Trứng hãi mà nóng hổi quá ơi. Cảm giác hôm nay đi cái buổi giờ sáng sớm nó không bị lãng phí một chút nào luôn. À, mời qua ăn sáng em nhé. Cảm giác nó khó tả lắm anh em ạ. Vừa được con cá nó phê nó ấy à. Phê. Hình đăng đài lắm nhỉ. Phải nói các bạn nó phê cực kỳ luôn. Không thể diễn tả được bằng lời ơi. Thôi em cố gắng ăn nhanh. Bắt đầu tao cần tiếp ạ. Bây giờ khả năng đang cuốn ổ. Em thấy vừa phao nó hơi nín phát. Phê quá anh em ơi. Ăn tốc độ của anh nhé. Ăn tốc độ là ôm cần. Tuyệt vời quá. Ăn này thấy nghẹn lắm anh em ạ. Đây để có băng này. Đang ăn bữa em đang ăn đây thì em nhìn thấy cái phao thì nó đang nín lắm. Đây quay cho bác xem đấy, đang ăn là phao nín xuống đấy, bây giờ em cũng đang thấy nó đang cựa cựa kìa. Ra ôm cần nữa các bạn, ăn bữa em đang ôm cần anh em nhé. Woo!
Đây anh em này, thuyền chèo đi đánh lờ anh đó các bác ạ. Ở rìa này cũng toàn có lờ hết các bác ơi. Thấy các bác nhá, ở dưới này đều có lờ hết. May là anh em đánh cũng ngoài xa đấy, nhưng mà dưới chân này là có lờ này. Đấy, ông ở vừa bên kia ông bảo là đánh phải đánh ra ngoài, không để mắc vào lờ tao. Mày quá này em đánh ở bên ngoài. Đây anh em nhìn kia, bên kia đang đổ lờ rìa sông các bác này. Đấy, khắp rìa sông đều có lờ hết các bác nhá. Mày quá này, đánh xa không đánh gần của này, đúng là mất mấy cái lưỡi. Đây rồi anh em ơi. Ui giời ơi, hàng bọn anh em ơi. Đây rồi anh em ơi. Ui giời ơi, hàng bọn anh em ơi. Mày. Ui giời. Ui giời, bóng rồi. Ui giời, nó vẫy anh em ơi. Ui ơi, tiếc quá ăn vẫy quá này. Ui, con to thế ăn vẫy. Bò căng thế mà không hiểu sao bong nhỉ. Đây rồi anh em ơi. Đây rồi anh em ơi. Ui giời ơi, quá to anh em ơi. Wow wow. Wow wow wow. Hàng hàng. À, chấp 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 anh em ơi. Bự bự bự. Chấp 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 các bác ơi. Ui đóng thẳng đầu. Tuyệt vời tuyệt vời tuyệt vời tuyệt vời. Tuyệt vời tuyệt vời. À, chấp chấp chấp. Này 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 này, vượt vượt. Có vật đấy không? Chép các bạn. Chép. Đây anh em nhìn rõ không? Đá vật đã. Đóng thẳng đầu này không chạy được không? Ui ui. Quẹt hết các bạn. Vào đây. Vào đây, vào đây, vào đây. Chép. Vào. Ok. Vào luôn. Để ra ra vút được cái bột nữa. Wow. Ui tuyệt vời các bác ơi. Chép ngon chưa? Đang ăn mì tôm các bác ạ. Sáng thì em đang ăn trứng thì dính con trứng chấm đen. Chưa ăn mì tôm thì con chép. Đời này, cứ phải ăn thì cá nó mới ăn. Để em cân thử nhé các bác nhé. Con này chắc giỏi lắm thì để bê cho bác xem đã. Con này chắc giỏi lắm thì 2 cân em. À, các bác nhìn đây, chép sông ngon chưa? Tuyệt vời. Để em cân thử nó mấy cân này. Đừng đừng đừng. Quên, chưa bấm máy. Không để số à? Ok. Để anh cân thử máy nào.
hai cân tròn các bạn. Đây anh em nhìn, hai cân. Đấy các bạn nhìn chắp xong ngon chưa? Tuyệt vời. Ủa được rồi, hỏng cái cân của anh ấy chưa? Đấy, từ ngày em mua cân thì hôm nay mới được sử dụng các bác nhá. Ngon, cho vào giỏ đã. Cẩn thận nó mất. Wow, ok. Thật là phê pha các bác ơi. Xuống cần luôn anh em ạ. Đánh ổ thích thật. Hơi lạch. Ui nóng quá anh em. Ôi cố húp nốt cái nước mì tôm các bác nhá. Em đang ngồi húp thì bắt đầu em nhìn cái phao con ấy nó tự dính vào lưỡi các bạn, nó đè nó cứ đi. Mà không hiểu sao nó lại dính ở trên đầu được. Em cứ tưởng là nó dính ở dưới bụng cơ. Bởi phao nó đè nó đi như xưa rồi, thế là em bỏ đấy em chạy ra là em bấm máy bắt đầu mới giật các bạn. Chân run anh em ơi. Húp tí nước mì tôm nhớ tỉnh táo. Tới ăn nhiều mì tôm quá. Đói quá anh em ạ. Cái đũa sida này không vớt được. Ok. Thôi bây giờ chiều muộn rồi các bạn, em thu đồ về thôi. Hôm nay ngồi từ gọi là 4 rưỡi tới đây đến bây giờ là cũng là 4 rưỡi chiều anh em ạ. Từ 5 giờ ấy, em thu đồ về bắt đầu là cho cá vào lẩu đã. Đấy, bắt thành quả cho anh em xem đã nhá. Đấy hôm nay em mang thùng đi vào có sục luôn các bạn ạ. Có sục luôn để tí cá về còn sống. Thả cá anh em ơi. Chẹp chẹp dậy. Chẹp xong ăn ngon lắm các bác nhá. Hai cân. Nay được con này khủng nhất 5 cân 8 này. Phê. Wow. Cắm sông nó khỏe thật các bác ạ. Thả luôn vào đây. Đó, con sục này nó sống rất là dai các bạn ạ. Con này có hai cục cơ. Thoải mái luôn. Đấy. Ok. Hôm nay phải nói là đánh bằng kê 20H là cực kỳ sướng các bác ạ. Cảm giác như mình giật phát nào nó ăn phát đấy luôn, không lộ trễ. Các bạn nhìn ngọn có này không? Đấy, đây mới là 20H thực các bác nhá. Còn đâu là mấy cái dòng 22H mới lại của tầm xanh này. Mấy cái đấy nó mềm lắm. Đây là con lần trước em có đánh bằng cây tầm xanh các bác này. Để cho bác xem. Đây là tầm xanh thế hệ thứ 5 nhá. Mà em lấy ngọn của cây 46T nắp sang rồi các bác nhá. Mà đánh còn bong liên tục. Đây, trước em có video đánh mấy con cá chim các bác. Cá chim thịt nó rất là mềm rồi mà con này nó đánh nó còn bong. Thế từ đấy giờ em không dùng con này nữa. Cứ bất đề. Cái dòng tầm xanh này em nhập bên kia về.
giá nó cực kỳ rẻ, anh em nào thích thì liên hệ em nhé, giá cực kỳ rẻ luôn. Cái cây 10 mét ấy thì anh em lấy ở bên Việt Nam mình nó ở đây gần 3 triệu, nhưng mà hàng của em nhập về nó chỉ hơn 2 triệu một tí thôi, 2 triệu mốt như vậy. Đấy, cực kỳ rẻ, anh em nào thích thì liên hệ em. Đầm xanh thì chung là nó cực kỳ khỏe, nếu có đánh tài thì ok, đánh lục thì không đánh được, đánh lục phải chơi loại 20 hết loại này. Còn là cái cây màu bạc ấy thì nhất thiên ấy đánh nó mới phê, đánh cảm giác như là nó không có một cái độ trễ nào, giật phát là đóng ngay, bó rất là phê. Hôm nay tiếc mất ở cái con kia, không biết là con gì mà nó gỉ quả căng thật các bạn, em thấy nó gỉ quả căng đét mà không lên được tải. Còn đấy em cũng gọi là to tay đấy, em bò thế mà không lên, hàng sợ. Chung là sông này nó còn nhiều hàng to lắm. Một buổi đi câu hôm nay thực nó thật sự với anh em mà nó là mãn nhãn đấy, rất là vui. Mặc dù là hôm nay em dậy rất là sớm, nó mệt đấy. Và tầm này thì tỉnh luôn, đóng từ lúc đóng con chấm đèn là tỉnh tới chiều luôn. Về thôi anh em ơi.